mình làm là đã đúng 100% theo cái ý nghĩ của mình. Các bạn nếu mà thấy mình làm sai, các bạn có thể góp ý với mình để mà mình học hỏi các bạn để càng ngày mình đi lên. Và nãy giờ mình review thì cái xe vẫn nổ nè. Mong muốn lớn nhất cuộc đời tay là làm rim thái á, 10 xe như một, đều êm giống như xe quay. Thì cố gắng từng ngày. Rồi, chào 500 anh em YouTube. Thì hôm nay sẽ đến với chuyên mục là quay Thái thắng diễn 110MTE giọng mới 2277. Thì xe này chủ xe là giọng mình hai xe, một là xe rim Thái 4424, xe này là xe quay Thái 110MTE 2277. Thì xe này là một trong những xe mà giống như là chủ xe lựa chọn mua lại để giọng mới. Thì theo mình thấy luôn á, việc mà một cái xe mua lại để giọng mới á, mình cần cái gì? Thì theo kinh nghiệm riêng của mình đó nha, mình cần một cái xe đồ liền. Ví dụ như là xe này đồ liền thôi là được, không cần là phải đẹp, hoặc là không cần là một cái xe là rớt đầu hay chưa rớt đầu, đối với mình không quan trọng. Chỉ cần một cái xe là khung sườn đẹp, lốc số đồ đẹp, chưa có bị làm dính đôn hoặc là gì đó là được. Còn đối với vậy như cái xe này đối với mình là đẹp rồi. Xe này thì còn được bô 1985, gác chân dài. Xe này xe đời cao à. Xe này để mình coi cái yên thử, xe này còn được cái yên zin không nha. Xe này đời 2000. Đó, xe này đời 2000. Thì đối với mình như đây là đẹp cho cái xe rồi, đủ dọn. Thì chủ xe mua cái xe này có 32 triệu rồi các bạn. Và đối với cái xe này thì mình sẽ dọn lại nhiêu tiền, đối với quay Thái mình sẽ dọn là từ 60 đến 80 triệu cho một xe quay Thái. Rồi thì bây giờ xe này mình sẽ giữ được những gì và mình sẽ bỏ những gì? Thì câu trả lời thì chỉ có trẻ ra rồi mới biết. Còn trước khi mà tháo ra thì dĩ nhiên là không thể nào biết được, bởi vì mình đang đánh giá bên ngoài, còn bên trong dây điện, IC, sạc rồi mọi thứ mình sẽ đánh giá nó đầm cốc km rồi nữa. Thì bây giờ là mình sẽ tiến hành là mình tuột quần ra hết. Và tại sao xe quay á dọn là từ 60 đến 80 cao hơn xe rim luôn, bởi vì đồ xe quay nó mắc. Ví dụ như là dĩ thắng, bố thắng, tay dầu trên, những cái này là mình sẽ thay mới hết toàn bộ nha. Đó, và nó sẽ có những chi tiết rất là mắc. Nhưng mà xe này cũng là một trong những cái chiếc xe mà mình kêu là mình nhìn ưng con mắt các bạn. Thì mình sẽ bỏ cái gì và mình giữ lại cái gì? À quên, chủ xe này tính ra sửa mình 3 xe lận, có thêm cái xe rim lùng nữa. Thì bây giờ là mình sẽ tiến hành mình chẻ này xe này ra cho các bạn coi. Rồi, và mình sẽ đi làm sườn làm động xe lại. Chào tạm biệt mọi người, cảm ơn mọi người rất là nhiều. Rồi, chào mọi người. Thì đây là quá trình mình chẻ xe quay Thái. Nè, đó, đúng quay Thái phải có chữ C đồ vậy nha. Nhưng mà cái xe này á, do lý do kỹ thuật là kêu là xe không chẻ máy chưa bung gì đó, cho nên là nó xét quá. Thì tới còn chuyện quá à. Nè các bạn thấy không, cái nồi này chắc chưa bung luôn các bạn, nó gãy nóc luôn á, dính vô đây nè. Thì bây giờ nhiệm vụ mình là phải đi, một là hơi lửa, một là phải đi hơi lửa nóng hoặc là cắt này nè, cắt ra xong hàng lại. Hai là phải hỏi chủ xe người ta muốn mua cái lắp ốc nồi khác thay vô cho nó đẹp hay như thế nào đó. Đó, thì bây giờ là mình trước mắt mình phải lấy nó ra trước rồi đã, còn cái chuyện mà xài lại hay là mua mới là do chủ xe hết. Nếu mà xài lại thì mình sẽ cắt cái chỗ này ra, mình cắt chỗ này ra nè, mình cắt cái này ra xong rồi bắt đầu sau khi cắt ra xong mình hàn lại thì nó sẽ phù hợp cho những cái xe sửa chữa hơn. Còn cái xe này là một cái xe dọn mới, nếu mà làm vậy thì nó sẽ không đẹp, thì mình cứ xin ý kiến chủ xe đi ha. Rồi, chào mọi người. Sườn bọng xe này thì cũng còn được các bạn, những cái dấu xét này đồ là bình thường không sao hết, thì bắt buộc mình cũng phải đi làm đồng lại à. Chắc chắn rồi, tầm 2
Hoa lan xe này cũng còn tạm đường nha các bạn. Đó. Rồi thì bây giờ đây á, là đồ của xe quay Thái 110 tháng dĩ 2277. Những cái đồ này là đồ bỏ, nhưng mà cặp két chân là câu lại nha, xài được là xài nha, để mà xử lý lỗ đồ được là xài. Rồi còn cái bô đợt này mình sẽ là xài lại cho anh hơi giống như xe quay của anh Bơ Biên Hoài vậy đó, mình xài lại cái bô, mình thay cổ thay đồ mình xài lại. Đây là đồ xài lại nè, dàn áo mình lựa nào được mình để lại đó. Còn những cái này dàn áo bỏ, xe này cũ là màu đỏ nè, người ta sơn qua màu xanh nè đó, tất cả những chi tiết này là mình bỏ đó. Rồi chào mọi người. Rồi chào 500 em YouTube. Thì đây là đồ xe quay Thái 110 2277 mình sẽ giữ lại. Thì trước mắt là những cái này mình giữ lại, nhưng mà sẽ có một số đồ có thể mình bỏ, ví dụ như là cụm đèn hậu sao đó, có thể mình bỏ. Và bộ dây điện sườn thì chắc chắn mình bỏ đó. Thì bây giờ mình cứ giữ lại trước, bởi vì hiện tại đang Covid, có thể một số đồ các bạn mua không có và một số đồ các bạn mua có. Thì nói chung là kêu là đại khá là khó khăn hơn cũ đó. Và hai xi nhan đụng vậy nào, có thể mình sẽ bỏ. Pha đèn trước chắc chắn là bỏ rồi đó. Còn đây là khi mà mình bỏ thì sao mình sẽ trả về chủ xe. Những cái đồ này là bắt buộc chủ xe phải đem về đó. Mình vẫn đóng thùng đồ kỹ càng cho người ta, chứ không phải kêu là đồ bỏ đồ rồi mình dục tan nát đồ của người ta đâu. Cặp két chân vậy nè, tại sao cặp két chân là chưa biết xài được không được, bởi vì chỗ này nó mòn nè các bạn đó, nó mòn cái điểm này. Thì khi mà mình kêu là cái gì, mình gắn cao su mới vô á, thì mình biết được. Thì cái này ví dụ như sau khi mà mình dọn xong, mình trả lại đồ cho chủ xe một lần nữa đó. Thì giờ trước mắt thì giữ lại như vậy đi, rồi sau khi mà xong á thì sẽ chọn lại một số đồ trả lại chủ xe nữa. Rồi chào 500 em YouTube. Rồi chào 500 em YouTube. Thì bây giờ là mình sẽ tiến hành ráp xe quay Thái 110 2277. Hôm nay á mình chia sẻ luôn, chủ xe này là dọn mình hai xe, một xe rim và một xe quay. Xe rim thì bỏ mình rất lâu, cỡ tháng 3 tháng 4 rồi, nhưng mà mình vẫn chưa thực hiện được. Rồi sau này anh mới mua thêm cái quay Thái này. Nói chung là ảnh mê những cái dòng là rim lùng, rim Thái và quay Thái. Nói chung là anh mê những cái dòng xe cũ này đó, rất là mê. Thì hôm nay mình sẽ thực hiện dọn mới lại, và cái xe này là một cái xe đẹp. Thì các bạn thấy là một cái điều lạ ở đây là hôm nay rất ít đồ cho chiếc xe này. Thì đầu tiên là tại sao ít đồ? Bởi vì ít đồ là hiểu nha, là hiểu ở đây là sẽ là cái xe đẹp. Cái xe đẹp thì nó sẽ ít đồ. Và khi mà một cái chiếc xe đã như vậy ráp, thì có những cái mà xe vẫn còn xài được mình vẫn bỏ, và có những cái mình sẽ tận dụng lại. Ví dụ như là đầu tiên á, là cho dù dĩa thắng bố thắng còn xài được mình cũng bỏ nữa. Bởi vì khi dọn mới, cái này là dọn mới, mình phải cần sự đẹp. Và có một clip nhỏ cho các bạn thấy, mấy chục giây là dàn áo mình bắt người ta sơn lại rồi. Còn đó là tất cả về dàn chân của chiếc xe này, thì mình móc trên đó. Thì đây là cần khi mà dọn một cái xe lên, mình sẽ bắt đầu rửa đồ. Những cái đồ nào tận dụng lại thì khi mà ráp trong cái xe không ráp áo, mình sẽ chỉ cho các bạn coi là cái nào cần tận dụng lại. Thì đầu tiên là về khung sườn, mình đã làm đồng và mình sơn tinh điện lại hết nguyên cái sườn, rất là đẹp và rất là chuẩn. Thì các bạn mời các bạn xem qua cái sườn. Sau khi xử lý bằng sườn xong á, thì cần gì để dựng dàn chân lên là hai cái phụ. Phụ đó là đúng quay Thái 110 tháng dĩ MTE theo xe của ảnh. Và còn cặp bánh, đây là bánh trước bánh sau của chủ xe đi vỏ xịn tồn kho luôn. Và vài bữa mình sẽ giới thiệu về cặp vỏ này sau. Tiếp đến là về còn một cái gấp. Gấp này là đúng gấp mã KML nhập khẩu Thái Lan xịn rồi luôn. Đó, đây là nguyên gấp. Những cái gấp này rất là mắc nha các bạn. Bọc xích nữa, nhưng mà bọc xích hiện tại thì không có hàng. Tiếp đến đó là cái chân nhôm, cho dù có xài được á thì mình cũng thay, bởi vì thay thì cao su bọc nó sẽ ngon hơn rất là nhiều. Rồi tiếp đến là về ốc. Ốc là tất cả ốc trên xe bắt buộc phải xi lại và mua ốc mới nữa. Thì mình có mua ốc Thái Lan mới trên xe luôn. Ví dụ như là gì, bộ ốc áo và bộ ốc bẩn đó. Bộ ốc áo nè, bộ ốc áo thì mình xếp sẵn, còn bộ ốc bẩn nữa. Rồi đây là những cái món sơ qua, là dây ga, dây e, dây thắng, dây km. Dĩa thắng cầm công tắc lúc nào cũng phải thay mới rồi các bạn. Cầm công tắc bắt buộc phải thay mới, và bình xăng con. Chó đèn thì mình sẽ thay, nhưng mà đế xi nhan á
xi nhan là mình sẽ giữ cái đế lại, mình thay chụp xi nhan đằng trước thôi. Cầm đèn hậu sau thì mình sẽ thay mới. Đó, mình thay mới cầm đèn sau. Cần thắng, cần số chắc chắn phải thay mới. Không giữ được. Bởi vì cái này của anh là nó, cái xe này của anh nó xấu hơn xe anh bê Biên Hòa một chút. Thì nói chung là mình tự giác là cái nào mà mình xài được là mình sẽ thay, xài được. Một cái xe quay thái 110 nó mắc là nó mắc cầm dầu hãng là nó không có tay thắng. Và nó mắc là nó mắc dĩa thắng. Còn bóng đèn thì mình sử dụng bóng đèn mới chính hãng Honda bình thường thôi. Mình không có xài bóng đèn tồn kho hay gì hết. Đó. Và cao su lọc xăng này cũng mắc nè các bạn. Chụp bu đi rồi cũng mắc. Đó, cái cao su lọc xăng á. Ốc là ốc Thái Lan luôn nè. Và đây là bộ dây điện sườn. Cái cao su lọc xăng cho dù mà nó còn trên một cái chiếc xe luôn cũng sử dụng không được, bởi vì thời gian nó sẽ làm cho cục cao su nó chai và nó cứng. Đó. Thì mình chỉ chia sẻ các bạn thôi, nếu mà thực sự là xe ai mà giữ nhiều đồ thì chắc chắn là mình sẽ chọn đồ mình ráp rất ít như vậy, đơn điệu. Nhưng mà cái quá trình ráp nó sẽ lâu hơn. Tại sao nó lâu hơn? Bởi vì đòi hỏi là khéo. Mình bắt đầu mình cầm món đồ cũ là mình coi à cái này có xài được hay không và có phục hồi lại được hay không. Nếu xài được lại được và phục hồi lại được thì mình sẽ tiến hành mình làm. Và mình sẽ rửa ráy nó sạch sẽ lại, mình vệ sinh lại nó như mới nữa. Ví dụ như đó là cái đồng hồ. Hoặc là đế chụp đồ rửa thì đang rửa trước cho nên là mình không chia sẻ cho các bạn coi được. Và tất cả đồ nhựa nhám đó thì là đồ mua chính hãng Thái Lan hết. Rồi tiếp đến á là sẽ về dàn áo. Dàn áo thì giữ khoảng được 70 đến 60% cho xe của anh. Thì bây giờ là mình sẽ tiến hành mình dựng lên, mình dựng lên và mình sẽ quay hết bên trong những cái nào cũ, những cái nào mới. Và bình xăng bắt buộc là phải thay nha các bạn. Bình xăng mình luôn thay. Rồi, và thùng xăng lớn mình cũng thay nữa. Rồi, chào 500 em YouTube. Rồi, chào 500 em YouTube. Thì đây là tại sao mà phải ráp từ từ nè. Đưa cốc km ra. Rồi, cốc cũ xe đó. Thì đây là đúng cốc km của quay thái 110 nè các bạn. Đó. À, thì bình thường nó phải có chữ canh như gì đó. Còn cũ xe này á, đó, cốc cũ là mình cũng rửa rất là sạch sẽ. Nhưng mà cũ này là cũ RS rồi. Đúng cốc 110 nè. Cái này siêu mắc luôn nha, mắc xám thần luôn. Dọn xe ZXR Full 1 hay xe này mà thay cái này là ám ảnh ghê lắm. Mấy xe kia ráng giữ lại hết á. Rồi, cảm ơn mọi người. Rồi, chào 500 em YouTube. Thì bây giờ là mình sẽ ráp thái, ráp máy xe quay thái dọn MTE. Đây, MTE là sao, camera thở tới đây cho mọi người coi. Là xe này đúng là MTE, là từ số sườn và từ số máy là MTE hết. Thì rửa sạch không các bạn? Rửa mà rửa cái này á, chứ không phải bắn két gì hết nha. Thì đây là KFL nè. Và xe này đời cao, nếu mà đúng đời thấp là nó sẽ ba chữ A các bạn. Đúng lốc 110 xịn nó sẽ có lỗ bơm nhớt ở đây. Rồi, tiếp đến là dơn. Là dơn này của xe anh là có ghẻ nè. Là mình phải đem đi đóng dĩa đờ lại. Để mà khi mà đút vô đóng bạc dĩa đờ lại, khi mà đút vô á là nó sẽ không bị xì nhớt. Tiếp đến á, số là mình sẽ thay một bộ số mới. Bật đèn dơn á là mình sẽ xài bật đèn dơn NTN xịn hết. Qua phần nồi á thì trước mắt là mình sẽ lấy bộ nồi trên xe của anh. Mình đi làm lại, mình thay bố ba càng zin. Đó, bố ba càng dài mà bố càng zin đó. Cái xe này thì trước mắt đó nha, là sẽ không biết hú hay không hú. Thì khi mà đáp lên xong, hú hay không hú là do ở cặp này nè, chứ không phải do bố. Đừng có nói bắt hay không bắt, vô làm nồi không mà tự nhiên ra nói làm nồi xong xe hú, không có. Cái xe nó chừng nào em đụng vô cặp nhông hồ này, em thay cặp nhông nồi thì nó mới hú hoặc nó không hú. Tiếp đến lá bố, em sẽ xài lá bố màu đen của em. Đó, sau bao năm nghiên cứu tìm tòi mệt mỏi thì mới ra được là một loại bố chính hãng Honda mà màu đen và xài đi bền đi bắt. Tiếp đó đó là về phần củ đề thì mình sẽ thay một củ đề dài mới. Tất cả ron phốt là xài đúng chính hãng của 110 hết, ron xanh. Cốt còn số thì thay mới và mình sẽ thay, mình sẽ xi cái cốt đạp luôn nha em trai. Đầu lòng thì xe này bị tẹt cơ một cái là xe này đang ép tăng đa. Nhưng mà mình khi sấy lên cốt 1 á thì nó bị bọt. Bị bọt là sao, là trong cái lòng nó sẽ có một cái bọt. Thì mình sấy lên tiếp, lên tiếp, lên tiếp nữa chừng nào nó hết cái bọt thôi. Thì tới chừng nào nó hết cái bọt, có thể là tới cốt 5, cốt 6, cốt 7, cốt 8 luôn nó cũng chưa hết.
mình đóng mình dê giờ lại ép tăng đa cho anh trai, và khi đóng dê giờ lại ép tăng đa đi chắc chắn là sẽ ngon hơn và không bị rè lòng. Này là Tây lấy cái kinh nghiệm nghề nghiệp của Tây để dám đảm bảo cho các bạn, để các bạn yên tâm. Về phần số bắp á, là mình thay cho anh trai cặp số bắp mới zin chính hãng của Honda Việt Nam luôn. Đầu bò là vệ sinh sạch sẽ lại hết, vệ sinh lỗ xăng bô xong, cam cò trên xe này sẽ xà lại. Và xe này á, cái quà lăng tao không thấy luôn á, đi về nơi xa thôi em trai. Ok, à không, xin lỗi các bạn nha, xin lỗi các bạn. Quà lăng này, xe này thì lại quá đẹp. Quà lăng xe này thì vậy là quá đẹp nha, nhưng mà đồ đẹp thì lại không đẹp, nó hơi sai sai một số cái. Thì quà lăng xe này còn đẹp nè. Và quà lăng quay rim có bị hú hay không? Có hú á, hú lửa, kêu là hú lửa. Thì giờ là mình sẽ tiến hành mình ráp hết. Cái máy của xe quay Thái 112.277 và giao xe cho anh trai. Tất cả những gì mình soạn ở đây là đủ để ráp cái xe nổ, chứ không phải là chính xác sẽ như vậy. Khi mà cái xe nó lăn bánh thì sẽ bắt đầu tính tiền. Hú hay không hú nè, kêu hay không kêu nè, êm hay không kêu, êm hay không êm, và bắt đầu mình giật toàn bộ đồ ra mình đổi. Làm sao mà đạt được mục đích sử dụng êm, nhẹ, bền. Và ông này cũng rất kỹ tính về phần máy nha, phần máy ổng rất là khó. Cho nên là ổng ở Gò Vấp nữa, mình sẽ kêu ổng xuống, ổng chạy thử cho mình coi thử như thế nào. Rồi chào tạm biệt mọi người, cảm ơn mọi người rất là nhiều. Rồi chào 500 em YouTube. Thì đây là xe quay Thái 112.277 hôm qua MTE. Thì sau khi mà mình gửi clip cho anh coi á, thì anh nói tay thay cho anh một cái dơn quay Thái mới luôn đi. Thì đây là dơn quay Thái 110KFL đó, và mình sẽ thay nguyên cái dơn luôn. Thì tại sao mà mình thay cái dơn này, thì cái vấn đề nó ở đây là vậy. Cái dơn cũ á thì khuyết rất là nhiều. Nó khuyết là sao thì mình sẽ so sánh cho các bạn coi luôn. Đó, vậy là kêu là khuyết nè. Vậy là trơn bình thường nè. Anh nói là thay luôn y tay à, thay cho nó ngon. Ở trên y dơn ghi chữ tay luôn nè. Rồi ông dơn hãng mà đặt riêng á, ghi tên tay luôn á. Thấy gớm không? Rồi nói tầm bậy mà thôi. Rồi chào 500 em YouTube. Thì đây là xe quay Thái 2277. Thì hôm nay là mình sẽ thay lại bộ nhôm hú trên chiếc xe này, là nhôm hú cũ nó, bởi vì bộ nhôm hú mới á nó hú nhiều hơn bộ nhôm hú theo xe. Thì ở đây mình sẽ giải thích rõ ràng luôn ha. Đầu tiên phải nói rõ luôn cho mấy anh mà tôn thờ đồ theo xe á, không phải đồ theo xe nó sẽ ngon, và cũng không phải đồ mới nó sẽ ngon, mà quan trọng là cái nào nó sẽ ít hú nhất. Đồ mới chắc chắn nó cũng sẽ hú, đồ theo xe chắc chắn nó cũng sẽ hú, hú ít hay hú nhiều vậy là thôi. Chứ đừng có nói đồ theo xe nó sẽ ngon, là đồ mới nó sẽ ngon, không có. Quan trọng là cái nào đáp ứng được cái hú, đó là điều quan trọng. Thì bây giờ là mình sẽ gỡ ra. Bởi sao cái hú này mình làm nhiều lắm. Ở ví dụ xe riêng của anh Tú Vũng Tàu đi, thì quan trọng là cái nào phù hợp nhất thôi, thì mình sẽ lấy cái đó. Rồi vậy là chào mọi người, giờ mình tiến hành canh tiếp xe quay 2277. Hôm nay là ngày 3 tháng 1 năm 2022. Rồi chào 500 anh em YouTube, rất vui gặp lại 500 anh em YouTube trong chuyên mục là dọn mới quay Thái 110 2277 của anh trai. Thì xe này chủ xe kiếm mua một xe quay Thái 110 MTE, là chủ xe tự kiếm tự mua nha. Khoảng 29 triệu, xong xuôi hết rồi chủ xe bỏ tay dọn. Thì khi các bạn từ một cái xe 110 tháng dĩ, cái quay 110 tháng dĩ á, thì cái số máy và số khung nó sẽ là có chữ MTE. Thì Tây hay gọi nó là quay MTE là như vậy. Để nói rõ cho các bạn biết luôn. Thì ảnh mua xe này 29 triệu sao anh bỏ tay dọn. Thì khi như vậy sẽ rất là đỡ được các bạn. Nó sẽ đỡ giờ là vàng cổ phục chẳng ba trước vào những cái bát tháng dĩ.
Còn nếu mà từ một cái xe 110 mà không có tấn dĩ lên thì nó sẽ tốn nhiều chi phí hơn. Và riêng vào cái xe này thì anh David tụi em quay giùm mình là từ đây nè tới hết luôn. Thì xe này mình giữ lại cũng được một số đồ, không giữ nhiều nha các bạn, bởi vì kêu là tiền nào của đó. Nếu các bạn mua cái xe càng cao thì giữ được càng nhiều đồ, còn mua cái xe mà giá tiền vừa phải thì mình cũng giữ lại đồ đạt vừa phải thôi. Thì bây giờ trên xe này những gì còn xài được giữ lại mình sẽ chia sẻ với các bạn, và những gì không còn được không giữ lại mình sẽ chia sẻ với các bạn luôn. Mình quay rõ ràng chi tiết hết từng cái, từng góc cạnh, từng đường nét ở trong chiếc xe, rồi mình sẽ giờ mình ráp hết quần áo lên và mình chia sẻ với các bạn. Đây, đây là phần mà tay nói sẽ đỡ tiền nè các bạn. Thì khi mà các bạn mua một cái xe 110 tháng dĩa thì nó sẽ có sẵn là bát giữ dây dầu, mặt nạ giữ dây dầu. Mặt nạ 110 tháng dĩa nó khác với lại cái bát mặt nạ của quay ME nha. Rồi ở trên đây đó là nó sẽ có thêm một cái bát giữ dây dầu ở trên đó, thì nó có được một bộ bát đó. Và xe 110 tháng dĩa thì nó sẽ như thế nào? Xe 110 tháng dĩa thì 3 1 2 3, ba ốc này phải ba ốc số 10. Rồi bát giữ dây dầu nè, heo phuộc, phuộc này là phuộc KET đó, thì mình đỡ được cái dàn phuộc nữa, mình đỡ được dàn phuộc, mình đỡ tiền mua một con heo và mình đỡ tiền mua cái đầm. Thì đó là những cái mà mình giữ lại cho chiếc xe này. Vậy thì tay thay mới những gì? Thì tay thay mới nguyên bộ dây điện sườn. Dây điện sườn là tay thay mới nè. Dây ga, dây e, dây km là tay thay full mới nè. Hộp bô e của xe này nó vẫn còn, nhưng mà nó cũ quá và nó nát nữa, thì tay full mới luôn. Bởi vì sao? Bởi vì sao mình đưa ra quyết định là sẽ thay full mới? Nếu mà các bạn giữ một cái hộp bô e á thì đổi ngược lại camera qua góc này. Thì khi các bạn giữ lại hộp bô e này thì nó sẽ cũ, nó không đẹp thì không nói đi, nhưng mà các bạn sẽ tốn cái chi phí này nè. Đầu tiên là cái lọc gió 110 á, nó mắc lắm nha. Mua đúng lọc gió 110 này như nó 200 mấy, 300 mấy cái lọc gió nữa là một. Các bạn sẽ mua cao su xả cặn, hai cao su xả cặn. Các bạn phải mua cái cao su dây hơi cháy xá xị nhỏ, và mua cái dây hơi cháy xá xị lớn để thay lại, bởi vì nó nứt nó tét các bạn. Rồi tiếp đến các bạn sẽ mua tiếp cái cháy xá xị lại nữa, bởi vì cháy xá xị nó bị đen, mình mua lại cháy xá xị nó màu trắng thì nó đẹp hơn, nó không bị đen, nó không bị đục. Và mình phải mua cái cao su giữ cháy xá xị này nữa đó. Thì tay quyết định, đưa ra quyết định luôn là tay sẽ thay cái hộp bô em mới. Rồi tiếp đó là cái thay mới nè, bình xăng con thay mới, dây xăng, lọc xăng, cao su lọc xăng tay thay mới, dây hơi máy thay mới. Nhưng mà dây điện cục đề này hiện tại là hãng nó xóa mã rồi, mình mua không được đó, thì mình giữ lại dây điện cục đề đó. Dây điện cục đề là còn dây điện cục đề cũ, còn cái cục đề này là tay thay mới nguyên cục đề. Rồi tiếp đó xe này mình giữ lại gì nữa là nguyên dàn điện của nó. Nguyên dàn điện là gì? Là sạc nè, IC nè, chớp xi nhan nè, và rờ le đờ tay giữ lại, là 4 món. Thì những cái xe nào mà còn giữ lại được á thì tay đều giữ lại hết. Và trước khi ráp áo vô thì mình quay cho các bạn, và đây là một cái phục zin trên xe, mình giữ lại, mình làm mới lại để nhiều khi ráp hết vô thì các bạn không có thấy được cái nước xi, mình làm lại đẹp như mới, như zin 100%. Rồi tiếp đến đó là mô in sườn tay cũng giữ lại luôn. Đây, đây là mô in sườn theo xe mình giữ lại. Nhưng mà mình giữ lại mình cũng làm sao cho có tâm hơn, làm cho nó mới mẻ đồn chút, đẹp đẽ đồn chút. Dây tăng áp đụng rửa rất là sạch sẽ, nhưng mà thay một cái chụp buri mới đúng quay tháng 110. Rồi này, dây điện cục đề mình giữ lại là nó cũ nè đó, nhưng mà khi mình thay mình đều thay lốp chân nè,
dây điện sườn, hộp bình ắc quy rồi mình thay mới ắc quy mới hết luôn đó. Thì tất cả những cái gì mà thay mới là mình sẽ nói thay mới, cái nào cũ xài lại mình sẽ nói cũ xài lại, và đang không có dàn áo thì mình sẽ quay cho các bạn về cái gấp và bọc sơn là mình đang thay mới, bởi vì cũ quảnh là nó mục. Và mình có một cái mình chia sẻ với các bạn nữa nè, là David thì em đứng xa xa ra coi nè, em chỉ ước sao mà em làm rim Thái 10 xe giống như 10 xe quay Thái vậy, cực kỳ anh. Hiện tại là đang nổ rồi nè, đã biết tí em quay tiếng bôi, quay từ đó quay lên. Hiện tại là xe này đang nổ rồi đó, và nổ cực kỳ êm ái ha, cái đầu là không nghe dách dách chắc chắc hay gì hết đâu. Mình ước được là mình làm xe rim nó được cỡ này, xe quay thì máy nó êm hơn nhiều lắm. Rồi tới đây để cho các bạn thấy được là ron chuẩn nè, ron đúng chính hãng nè, nhìn nó đẹp, ron đúng chính hãng nhìn nó rất là đẹp. Và cái xe này đang nổ nha, rồi thì kết thúc cái xe này và ráp hết những áo vô và quay cho các bạn coi về quay Thái 110 xanh nhớt 99 đẹp như thế nào, thắng dĩa. Cảm ơn mọi người rất là nhiều, chào tạm biệt mọi người.